chúng tôi đang hiện diện. Kính mời quý vị khán giả cùng quay về với chiếc sân khấu để thưởng thức chương trình. Dễ nghe, dễ hiểu và dễ cảm nhận với những cái nhân vật lịch sử qua những thể hiện những trích đoạn hay của chương trình Quảng bá nghệ thuật. Đây là một chương trình mà tôi nghĩ là rất hay, rất là thú vị và có cái ý nghĩa. Nói mà mai một thì chắc là sẽ không bao giờ mai một đâu, tại vì vẫn có nhiều người, những bạn trẻ như em vẫn đi coi. Tướng chân đã dần bị lãng quên, thế nhưng nghệ thuật hát bội truyền thống của dân tộc vẫn đang âm ỉ được bảo tồn và phát triển qua những xe diễn lưu động của nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Cứ hai tuần một lần, người dân yêu mến nghệ thuật truyền thống này sẽ có cơ hội được thưởng thức những trích đoạn tuồng cổ hấp dẫn tại lăng ông Bà Chiểu. Nhằm mục đích là đưa hát bội gần lại với công chúng và họ rất là có những cái sự nồng nhiệt và đón nhận. Đó là một cái tín hiệu rất là hạnh phúc cho những nghệ sĩ hát bội như chú. Thứ nhất là cho cháu đến đây để tham quan giải viếng lăng ông, và thứ hai thì cho cháu tiếp cận với cái loại hình nghệ thuật hát bội. Mình thì rất là mong muốn cho cháu có thể xem và tiếp cận được với những cái nội dung của cái loại hình nghệ thuật này, thì dĩ nhiên là nó là một cái loại hình rất là khó để nắm bắt và tìm hiểu, đặc biệt là đối với trẻ hiện nay. Cho nên là không phải một lần mà có thể thông qua nhiều lần khác nhau thì từ từ bé sẽ thâm nhập và có được cái niềm tin yêu đối với cái loại hình này, và từ từ thì bé sẽ khám phá nhiều hơn, chứ mình không thể là mong một lần mà bé có thể hiểu được hết. Thì mỗi lần em đi coi hát bội thì tất nhiên là sẽ có được những tuồng tích là em được biết thêm, với lại em rất thích các giai điệu trong các vở tuồng á, cho nên là em tìm trên Facebook á thì mới biết được tới trang này, xong rồi đi coi. Em đang học ngành truyền thông thì mong muốn của em là được viết kiểu như biên kịch, viết biên tập vậy. Thì em coi cái này thì có thể nó là một tìm hiểu về nội dung để sau này đưa vào tác phẩm của em. Thì đây là những cái tuồng tích mình thấy rất là có giá trị trong việc giáo dục về cái nhận thức và hiểu biết của giới trẻ. Và mình hy vọng là nếu như mà ở một cái thời điểm là cuối tuần như thế này thì các trường phổ thông hoặc là các trường đại học có thể là vận động các bạn trẻ đến đây để tham gia. Nếu như ban tổ chức có sự kết nối, chúng ta giới thiệu và huy động các bạn đến tham gia để các bạn hiểu hơn thì sẽ rất là hay.